thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, và những bản hợp đồng mới được công bố sẽ là tâm điểm của bản tin ngày 29 tháng 8. Cùng điểm qua một số thương vụ đáng chú ý. Kiara gia nhập Liverpool. Theo nguồn tin từ chuyên gia Fabrizio Romano, Liverpool đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Federico Chiesa từ Juventus. Phí chuyển nhượng được cho là khoảng 15 triệu euro, bao gồm cả các khoản phụ phí. Chiesa sẽ trở thành tân binh thứ tư của The Kop trong mùa hè này. Sancho sắp tới Juventus. Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh của Manchester United, được cho là sắp gia nhập Juventus theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa được hai bên xác nhận. Kết quả các trận đấu đáng chú ý. Sao Atletico Madrid 0-0 Espanyol. Atletico Madrid nhập cuộc đầy tự tin nhưng bất ngờ bị Espanyol cầm hòa không bàn thắng. Kết quả này khiến Rossi Blanco chỉ có được 5 điểm sau 3 vòng đấu. Một thành tích chưa thật sự làm hài lòng các cổ động viên. Sao Bayer Leverkusen 1-0 Jena. Bayer Leverkusen đã vượt qua Jena với tỷ số 1. Không nhờ bàn thắng duy nhất của Jonas Hofmann trong hiệp 2. Chiến thắng này giúp Bayer Leverkusen tiến vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Đức. Hãy tiếp tục theo dõi kênh bình luận viên Anh Quy New để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất về thị trường chuyển nhượng và kết quả các trận đấu. Chuyển nhượng mùa hè, Bremer ngoạn mục, vòng xoay chuyển nhượng. Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên từng ngày với những diễn biến bất ngờ và kịch tính. Từ những thương vụ bom tấn đến những cuộc chiến giành giật cầu thủ, tất cả tạo nên một vòng xoay chuyển nhượng đầy hấp dẫn. Victor Osimhen, Chelsea hay Tây Á? Tiền đạo 25 tuổi Victor Osimhen đang là tâm điểm chú ý khi được nhiều đội bóng theo đuổi. Đại gia Tây Á sẵn sàng trao cho anh một bản hợp đồng hấp dẫn với điều khoản giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên Chelsea vẫn là một đối thủ đáng gờm. Hai bên đang tiếp tục trao đổi về mức lương và một số vấn đề khác. Liệu Victor Osimhen sẽ cập đến Stamford Bridge hay gia nhập một đội bóng ở Tây Á? Stephen Bettis, Barcelona xen ngang. Stephen Bettis, tiền vệ 19 tuổi, tưởng chừng đã sắp gia nhập AB STBG, nhưng bất ngờ Barcelona đã gửi đến Liverpool lời đề nghị mượn cầu thủ này với giá 4 triệu euro. Điều đáng chú ý là trong đề nghị của Barcelona không kèm theo điều khoản mua đứt, buộc Liverpool phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ben tìm bến đỗ mới cho cầu thủ Anh. Sau khi tin đồn về việc Ben gia nhập Chelsea và Man United bị phủ nhận, ekip của Anh đang nỗ lực tìm kiếm một bến đỗ mới cho thân chủ của mình. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định Quỷ Đỏ không hề đàm phán với cầu thủ người Anh. Manuel Uga gia nhập Man United. Không để người hâm mộ Man United chờ đợi lâu, Manuel Uga đã bay tới Anh để tiến hành kiểm tra y tế và chính thức gia nhập đội bóng mới. Ngôi sao Nam Mỹ đã đồng ý ký hợp đồng đến năm 2029 với mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro cố định cộng thêm 10 triệu euro phụ thuộc vào thành tích. Chuyển nhượng, Arsenal huy động quỹ, Ronaldo được vinh danh, Barcelona mất ngôi sao. Việc bán Gabriel Jesus cho Arsenal đã mang về cho pháo thủ khoảng 25 triệu bảng. Bên cạnh đó, Arsenal cũng nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống mà Jesus để lại bằng việc theo đuổi tiền đạo trẻ Juan Garcia. Cristiano Ronaldo, với 140 bàn thắng sau 183 lần ra sân tại Champions League, đã được công nhận là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. UEFA đã quyết định vinh danh tiền đạo 39 tuổi trong một sự kiện diễn ra ở Monaco tối nay. Chủ tịch Alexander Seferin sẽ trao tặng Cristiano Ronaldo một phần thưởng đặc biệt để ghi nhận thành tích phi thường của anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trước khi buổi lễ bốc thăm diễn ra, ban tổ chức Champions League đã công bố danh sách 4 nhóm hạt giống. Real Madrid, với tư cách là nhà đương kim vô địch, nằm ở nhóm một cùng với những ông lớn như Manchester City, Bayern Munich, Paris Saint-Germain và nhiều đội bóng khác. Ở nhóm 2, Arsenal, Bayer Leverkusen, AC Milan, Juventus và Atletico Madrid là những cái tên nổi bật. Các đội bóng ở nhóm 3 và nhóm 4 cũng có khả năng tạo nên bất ngờ, do vậy các fan đang nín thở chờ đợi lễ bốc thăm diễn ra vào hôm nay. Chiến thắng 2-0
1 của Barcelona trước Real Valladolid đã kém vui đi rất nhiều khi tài năng trẻ Pedri dính chấn thương nặng. Tiền vệ 17 tuổi bị rách dây chằng chéo trước và phải ngồi ngoài một thời gian dài. Đây là tin tức rất xấu đối với huấn luyện viên Xavi khi chiến lược gia người Đức đang giúp Barcelona có những dấu hiệu tích cực ở các trận đấu đầu mùa. Pedri vừa có màn ra mắt như mưa tại Barca. Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang sôi động với những thương vụ đáng chú ý. Liverpool đã hoàn tất việc chiêu mộ Federico Chiesa từ Juventus với mức phí 15 triệu euro. Jadon Sancho của Manchester United được cho là sắp gia nhập Juventus theo dạng cho mượn. Trên đấu trường quốc nội, Atletico Madrid bất ngờ bị Espanyol cầm hòa không bàn thắng, trong khi Bayer Leverkusen giành chiến thắng 1-0 trước Vienna để tiến vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Đức. Bên cạnh đó, Victor Osimhen đang là tâm điểm chú ý với sự theo đuổi của Chelsea và một đội bóng ở Tây Á. Trong khi đó, Stephen Bettis, tiền vệ 19 tuổi, có thể sẽ gia nhập Barcelona thay vì AS Vinh như dự kiến.